họ lấy cho chị ra, cho chị làm sao cái lại giò người ta giao đi. Dài cộng bún đó. Bún riêu canh bún nè, của chị Bảy rất là nổi tiếng ở trong quận 6. Thì hôm nay lâu rồi em ghé lại em chia sẻ đến cho cô chú anh chị và các bạn nha. Lấy cái này, cái nào cưng cưng được rồi. Mình lấy đầu con nha. Dạ vâng, dạ vâng rồi. Cái đầu hũ. Rip. Rip đồ rồi, cái đồ mà. Và địa chỉ của chúng ta đó là 120 Hậu Giang, phường 6, quận 6 nha cô chú anh chị và các bạn. 7 bún riêu. Dạ, 7 bún riêu. Thời gian bán của chị Bảy là từ 2:30 tức là 16:30 á là có nha cô chú, đến 2:30 sáng ngày hôm sau. Dạ, bán xuyên đêm luôn. Dạ, một tô của chúng ta đó là 50k nha cô chú anh chị và các bạn. Địa chỉ của chị Mai là 189 Phạm Vũ Thứ, phường 4, quận 6. Ngoài ở địa chỉ này thì chị Mai cũng bán ở khu B chợ Bình Tiên cũng như là 46 Trần Quý. Không mà cô chú anh chị và các bạn thuận tiện đường nào thì mình ghé mình thưởng thức đường đấy nha. Dạ, bánh mì heo quay 15k một ổ, bình dân, đơn giản. À, nhưng mà rất là ngon nha. Đây. Dạ, rất là giòn các bạn. Nhiều quán rất là lớn luôn. À, sốt chèo hàu. À, cứ một phần này là 60 mấy ngàn đó là 68. Dạ. Dạ. Còn cái này thì 78. Dạ, à, cái này là đầy đủ luôn. Có cảo luôn. Dạ. Đạt. Cái này là cái bằng xào xào thì sát khô chèo hàu. Dạ. À. Cái này là khô. Dạ. Khô. Đây là mì. Dạ, mì khô dầu hào. Tú này khá xíu hả Tú? Xào táo quá. Thấy hôm nay có xào táo mấy? Hai xào táo hay khô á Tú? Tú chị học ẩm. Anh chị là chú học trường. Dạ. Đó.
chiên, ăn giòn giòn. Tiểu thương của mọi người có ai ăn bánh xèo bằng cái que tra này chưa? Họ ăn bánh xèo bằng cái que tra này rất là chuyên nghiệp luôn. Một trong những đặc sản của Hội An. Đây là quán cao lầu Thanh tại Hội An. Mình nghe nói sợi cao lầu của quán được làm thủ công và sợi mì được cắt bằng tay chứ không phải bằng máy. Một tô cao lầu sẽ có rau thơm, xà lách, người quán mình hay gọi là rau sống. Đặc biệt là phải có thịt xá xíu và cao lầu chiên giòn. Ai mới ăn lần đầu thì có lẽ sẽ thấy không hợp khẩu vị lắm, nhưng nếu mọi người ăn được rồi thì sẽ thấy nó rất là ngon. Sợi cao lầu có màu nâu nâu vàng vàng. Đây là một món ăn đặc sản có sự kết hợp của ba nền văn hóa Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc. Có những miếng cao lầu chiên giòn như thế này, ăn kèm rất là thơm. Mọi người ghé cao lầu Thanh tại 26 tháng 4 Hội An để thử nhé. Quay cho anh Toàn mọi người ơi. Để lấy cái gì vậy? Nào, mọi người đó, đâu đó, đó hái rồi. Đùi với mẹ nha. Đừng cột tóc. Tô này là 55k. Rồi hấp dẫn lắm ông bà của chú, nhìn không? Ghiền luôn á. À, nước mắm nè. Thời gian bán của bánh xèo nhí là từ 13 giờ cho đến 22 giờ. Ngon, thơm. Bà nội buồn. Ủa, đổ cái bánh chèo anh đẹp quá ta. Hả? Cái điều thứ hai nữa là trái kìa, trái kìa. Anh đổ cái bánh chèo trắng cho đẹp dữ ta. Hả? Nhìn bánh chèo quá đẹp luôn. Bà nội cho anh đổ bánh chèo đẹp.